Hyundai Elantra 2023, một chiếc xe khá là tuyệt vời cho phân khúc hạng C. Thì hôm nay em sẽ cùng các bác nâng cấp một vài cái đồ chơi cho chiếc xe này, cũng như là em sẽ báo giá chi tiết từng cái sản phẩm lên chiếc xe này các bác nhá. Cái nâng cấp đầu tiên mà em muốn đề cập đến cho chiếc xe này đó chính là cái sàn da các bạn. Bản thân của chiếc xe này thì cái phần dưới nó vẫn là sàn nỉ các bác nhá. Sàn nỉ chính vì thế khi mà chúng ta sử dụng thì rất dễ là cái việc mà nước nồi các thứ nó sẽ đọng xuống đây và nó sẽ tạo thành cái mùi hôi khó chịu cho xe. Thì chúng ta sẽ nâng cấp một cái sàn da này, một cái sàn da trơn khá là cơ bản được các bạn. Và chủ xe này chọn một cái sàn lót nỉ này khá là cao cấp đấy. Thì cái sàn lót nỉ này bọn em đang lắp đặt đó là 950 thôi nhé. Và cái nâng cấp tiếp theo mà các chủ xe lựa chọn là chiếc Hyundai Elantra này, đó chính là cái bộ đèn bi các bạn, một bộ đèn bi pha. Thật ra thì với chiếc Elantra này thì bản thân vẫn đang sử dụng là một chiếc bộ đèn bi halogen nữa nhé. Bi và vẫn sử dụng bóng halogen công nghệ cũ thôi. Chính vì thế nó khá là thiếu ánh sáng. Theo chủ xe hôm nay lựa chọn nâng cấp thêm một bộ đèn bi như này. Đèn bi này thì của chúng ta là cái thương hiệu của HCL. Nhưng mà con này cũng bảo hành 2 năm khá là ổn đấy các bạn. Cái bộ bi này thì đang lắp đặt là 5 triệu đó nhé. 5 triệu bộ đèn bi này. Khá là ngon. Chúng ta sẽ có một cái bát zin nữa, cũng không phải chế cháo gì đâu các bạn. Cái bát zin này đặt vào cái phần này, kết nối đây và đặt bi vào là xong thôi. Đây bọn em đang thi công phía bên kia, khá là đơn giản được các bạn. Cái nâng cấp tiếp theo của chiếc xe này, cái nâng cấp này thì tùy chọn được các bạn, sẽ có những bác thích có những bác không. Thì bác chủ xe này lựa chọn nâng cấp đó chính là cái trần ni lông. Cái trần ni lông này thì có cái tác dụng nó sẽ là bảo vệ cái việc mà khói thuốc cũng như là mình chạm tay vào đây, nó sẽ ngăn cho dần không bị bẩn. Theo chủ xe cũng chia sẻ em là bác hút thuốc tương đối nhiều, hút thuốc trên xe nữa. Chính vì thế cái trần ni lông này bác chủ xe lựa chọn ni lông này khá là hợp lý. Trần này thì em đang lắp đặt là 500.000 các bạn. Trần này. Cấp tiếp theo vô cùng là cần thiết đó chính là phim cách nhiệt các bạn. Với chiếc Elantra này thì vẫn chưa được tặng cái phim cách nhiệt. Chính vì thế bác chủ xe lại phải đầu tư thêm một gói phim cho chiếc xe của mình. Và gói phim hôm nay bác chủ xe lựa chọn đó là gói phim của New Solar nhé. Phim này thì có chế độ bảo hành lên tới 10 năm cơ. Cái chỉ số cũng rất là ok, em cũng dán khá là nhiều phim này rồi. Toàn bộ cho chiếc xe này thì đối với phim New Solar thì đó là 4.680.000 các bạn. Giá niêm yết là 5.200.000. Thì đâu đó trừ chiết khấu xong còn 4.680.000. Rất là ngon thôi. Với cái phim của New Solar thì kính lái chúng ta sẽ dán cái mã KR80 và phim sườn chúng ta dán AG15 thôi nhé. Mà em muốn nhắc đến đó chính là bộ ghế da nhá. Thì đối với chiếc Elantra đời 2023 bản số 6 này chúng ta vẫn đang là ghế nỉ. Tiêu chuẩn xe này lựa chọn nâng cấp thêm một bộ ghế da như này. Cái bộ mà bác chủ xe lựa chọn là bộ ghế giả da thôi bạn. Tuy nhiên thì nó lên khá là đẹp, khá hoàn thiện, khá là căng như này. Thì cái giá của bộ ghế da này là 2.500.000 thôi nhá. Bác chủ xe phối thêm một cái đường line như này. Nhìn rất là thể thao đúng không ạ? Có màu cam rất thể thao. Và cả phía sau nữa, khoang sau cũng phối như vậy. Rất là đẹp các bạn. Ok. Thì trên đây clip các em chia sẻ về một vài cái đồ chơi cơ bản cho chiếc Elantra đời 2023. Thì nếu có nhu cầu lắp đặt cũng như cần tư vấn gì thì em xin mời các bác liên hệ qua số hotline của em nhé. Thì video ngày hôm nay em xin tạm dừng lại rồi. Em xin chào các bạn ạ.